Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn một phần mềm cho phép các bạn điều khiển máy tính khác thông qua máy tính của mình, hoặc là tạo ra phòng họp chung, gửi file, vân vân. Thì cái tên phần mềm đấy là có tên là TeamViewer. Thì các bạn click vào cái đường link mình để phần mô tả thì nó sẽ ra website để trang chủ để các bạn có thể tải phần mềm xuống. Thì lúc mà các bạn click vào phần mô tả thì click link mình về phần mô tả thì giao diện của website nó ra như thế này. Các bạn ấn cho mình tải xuống TeamViewer nhé. Các bạn cứ chọn là nếu mà có sự thay đổi nào của website thì các bạn cũng tìm cái phần tải xuống TeamViewer nhé. Đấy, cứ tải xuống, mình sẽ ấn tải xuống. Mình chọn đường dẫn cho file, mình lưu sẽ lưu vào desktop, rồi nhấn save vào lại. Sau khi các bạn cài xong thì nó có biểu tượng như thế này. Cái file như thế này có biểu tượng này, các bạn ấn click vào để cài đặt. Các bạn chọn cho mình là default install nhé. Nếu mà trong quá trình cài đặt nó có sự thay đổi khác so với video này thì các bạn cứ ấn vào bình comment, mình sẽ hỗ trợ các bạn. Các bạn ấn sau Enable Setting cho mình nhé. Đấy, ấn vào default insert lần và sau Enable Setting các bạn ấn accept next. Thì các bạn chọn yes cho mình. Bắt đầu các bạn cứ ấn next cho mình nhé. Để chương trình nó sẽ cài đặt chương trình vào máy. Sau khi chạy xong thì các bạn chọn cho mình vào cái dòng giữa I want to use prevision và bấm finish. Sau khi các bạn cài đặt chương trình khởi động lên thì có cái giao diện của cái phần mềm nó như thế này. Thì hôm nay mình chỉ giới thiệu các bạn cái gọi là cài đặt và sử dụng kết nối cơ bản nhé, để điều khiển nhé. Còn có một cái video mình sẽ làm riêng nói về các chức năng, hết chức năng của nó đây. Toàn bộ chức năng của nó thì mình sẽ nói sau nhé, video sau. Thì có cái trong hai cái bảng quan trọng đó là Onload, Remote Control. Thì có gồm do ID và cái password cái phần mềm sẽ cung cấp cho các bạn. Thì cái này để làm gì? Thì thứ nhất, nếu các bạn muốn máy tính khác kết nối vào máy tính của bạn và điều khiển máy tính của bạn thì bạn cung cấp cho người ta cái do ID và cái password ở đây. Tương tự cũng như nếu mà người khác muốn bạn kết nối vào máy tính của người khác và điều khiển máy tính của người đấy thì người đấy phải cung cấp cho bạn cái ID và cái password. Đó. Còn cái bảng thứ hai là Control Remote Computer. Thì trong cái bảng mục đích cái bảng này tức là mình sẽ kết nối vào máy tính khác và điều khiển máy tính khác. Thì giả sử mình có một máy tính khác, bây giờ mình sẽ điền cả cái path ID này. Cái path ID ở đây này nó tương đương với cái do ID của máy tính bên kia nhá. Các bạn bảo bên máy tính bên kia cung cấp cho các bạn cái do ID thì các bạn điền đây. Đấy, mình điền đây. Rồi mình điền vào đây nhá. 1 2 5 6 8 7 07. Các bạn ấn vào connect. Các bạn chờ một lát để máy tính nó đăng nhập vào, kết nối với máy tính bên kia. Rồi, nó lên một cái bảng như thế này thì nó đang đòi các bạn là cái password. Thì cái password ở đây sẽ là tương ứng với cái password cái dòng ở đây nhá, nhưng mà máy tính bên kia. Rồi các bạn điền vô, các bạn kêu cái máy tính bên kia cung cấp cho các bạn password ở đây, các bạn điền vô trong máy của mình. Rồi sau khi đăng nhập xong thì đấy, đây là cái giao diện mà mình đã kết nối vào máy tính bên kia nhé. Đó, bây giờ mình có thể mở file này, đó, intro video này, đấy, mình mở được file của người ta luôn này. Làm tất tần tật các cái thao tác như bình thường trên một cái máy tính của các bạn luôn, trừ các bạn tắt máy hoặc là nốt thì nó sẽ ấy thôi. Đó, nhá, mình giới thiệu các bạn đã cơ bản đã kết nối được và mình điều khiển được máy tính ở bên kia. Đó, đó mình mở Google Chrome mà mình vào cái website, mình vào một website trên máy tính bên kia luôn. Đấy, các bạn có thể dùng chuột bàn phím bất kỳ mọi thứ như các bạn. Rồi thì để ngắt kết nối thì chúng ta sẽ ấn vào đây. Các bạn cái này đi. Trong video sau thì mình sẽ làm một cái video hướng dẫn các bạn sử dụng chi tiết toàn bộ tính năng của cái phần mềm TeamViewer.